Tivo 202 đầu 50. Điểm số khỏi bàn nha các bạn. Mới gớt 1 2 ngày 3 ngày. Con này là 202 đầu 50. Sườn lốc ghim cọp. Máy ghim chưa trẻ, đầu ghim cọp nguyên xe. Nói chung là bữa nay đăng xe này chắc đang hot. Mình bây giờ canh ai thi đó, ai thi đậu rồi mình liên hệ mình xin mình mua cho chắc mệt quá. Rồi, xe này mình lên sàn nha các bạn. Giá mong muốn nha, là 1 tỷ 250. Còn khách có chơi thì cứ alo mình để có giá tốt cho anh em chơi. Còn bản thân mình chơi mấy cái xì bo ngũ quý là khi mình chia lại được là mình về mình lên áo tím liền, không có gì tới bàn. Tay ga về cũng lên áo tím, mà xì bo da dách về cũng lên màu tím hết. Tại vì mình chia ngũ quý là do mình đam mê cái xe ngũ quý 369. Anh em có bán mà giá tốt thì cho mình đâm, mình chơi, mình có lời thì mình chút là mình chơi rồi. Nhưng mà lưu ý là mình chỉ mua trên 2 thì hoặc là tay ga đời cao trên 27 thôi nha. Còn hẹp hay là xe số hay gì mình không có mua nha các bạn. Còn em cứ có ngũ quý 2369 chào mình, giá hợp lý là mua liền trong vòng 1 phút khỏi coi xe luôn. Cần xin nhắc lại nha, 202 đầu 50. Đầu 50 tròn luôn á, sườn lốc ghim máy chưa trẻ, đầu cọp nguyên ghim. Xe này mình chia lại là nó màu xanh rêu. Nhưng mà lại mình về mình mới vừa thay bỏ màu tím xong. Còn đồ màu tím thì ở nhà bao la. Con này sườn lốc ghim khá là cọp, nhưng mà theo mình nhìn thấy thì chắc là có dặm rồi. Tại vì cái màu sườn 202 á là mình đang có hai con, là con mũi 3 và con mũi 6. Con mũi 3 Cần Thơ và con mũi 6 biển Gạch Giá đó, thì cái màu sườn nó sẽ đậm hơn màu lốc xíu, mà hai này bằng nhau 9-10, nói chung là cũng ấy. Nhưng mà thấy nó đẹp quá đi. Nhưng mà sườn không ghim đẹp tới cỡ này thì hơi bị ghê à. Cây gấp thì đúng là ghim nè, cây gấp này chắc cây gấp tồn kho. Máy thì chưa trẻ, cái này thì mình bao mình có kiểm tra kỹ à. Tại vì mình mua xe này cũng nặng quá nên mình kiểm tra kỹ đó. Hai nắp lốc này theo mình nghĩ là tồn kho, hai nắp lốc tồn kho đưa vô, gấp tồn kho đưa vô. Thấy cái chi tiết này thì dễ đầy, ba đồ tồn kho có đầy ở ngoài, nhưng mà cây sườn này theo mình nghĩ có dặn. Đẹp quá. Nên ngày mai mình coi kỹ lại cây sườn. Nói chung là xe tới cỡ này thì bán chắc xe với cái biển số thôi. Chứ còn nếu mà nói tới canh sườn lốc ghim, bộ sườn lốc ghim của xe có 15-20 triệu, có nhiều tiền đâu so với cái biển số. Mà đúng là cây này sườn lốc ghim đẹp, đẹp dữ thiệt luôn á. Rồi mình xin nhắc lại ha, 202 đầu 50, sườn lốc ghim máy chưa trẻ, đầu cọp nguyên ghim, đầu ghim mà dạng cọp nha. Cỡ này là mình phơi nè, cỡ này là anh em mà chào mình là lụi mình tắt nắng liền chứ không có nói gì nha. Lụi là mình không có đường chạy luôn, nói thẳng là mình không có đường chạy. Nhưng mình đó không sai nè, cặp lốc là cặp lốc ghim tồn kho. Đồ rất là đẹp, cái bu ghim đẹp quá. Còn bộ áo tím là của nhà mình, màu này là màu bản quyền, màu mình tự sơn. Tân Lan tháng 8 202, cặp Tân Lan tháng 8 202 theo ghim đẹp. Nói chung anh em cũng cho mình ngắm nha, mình mới chia được, mình cũng phê lắm. Cầm chữ nổi còn đẹp, đồng hồ ghim đẹp. Ugin 202 Tân Lan trước sau tháng 8 202. Nói chung là con này đồ ghim đẹp. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip. Các bạn có nhu cầu chơi xe ngũ quý trên xe cọp hay thì các bạn cứ liên hệ mình nha. Mình xin nhắc lại là những cái xe như thế này nè, mình cũng chia lại của anh em khách hoặc là lái để mình chơi, đam mê của mình là chính, chứ không phải chủ lực để mua bán kiếm lời trên những cái xe này. Tại vì mua bán kiếm lời trên những cái xe này là không có lời. Cho dù bạn bán xe bạn lời 50 triệu, 100 triệu luôn cũng là không có lời nữa. Tại vì ngâm cái nửa năm hay gì đó bạn mới bán, trong khi bạn mua chiếc Sibon 110, 120, bạn bán 5-3 ngày bạn lời được 5 triệu thôi. Rồi cứ lấy đồng vốn, gối đầu lên thì trong vòng cả nửa năm bạn lời nhiêu tiền? Cả 200 triệu có. Hộ
còn bán chiếc ngũ quý gì cho bạn lời 50-100 triệu luôn thì vẫn là lỗ. Nhưng bên cạnh đó là được cái đam mê, cái này cái lời là lời cái đam mê, là cái thương hiệu hình ảnh chất chơi của mình. Còn Dũng thì Dũng mê ngũ quý 2369 trên xì bo hoặc là hai thì xe cọp chính chủ, hoặc là trên tay ga đời cao trên 27. Anh em có cứ lụi mình thoải mái, bao đâm đúng giá là đâm mình thoải mái. Như cây này vậy nè là đâm dính liền, không nói gì, ngũ quý 3 là ngay môn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip. Số lời mình là 0939 080 609, cái tên mình thơ số 40 đường Ngô Sĩ Liên, phường Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Các bạn xem clip YouTube á, nhìn trên tài phải tiêu đề nó có cái tam giác và chữ V, bấm vô đó hiện lên nội dung thông tin và giá của xe nha mọi người. Còn tất cả xe bên mình mua bán đều có bao thay màu áo khách thích nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip. Sau cái clip thì mình sẽ có một bộ hình chi tiết cho anh em ngắm xe nha. Cảm ơn mọi người.